Vâng, thưa quý vị, người đã đi rồi còn tôi ở đây. Một cô gái đã lại đi lấy chồng, bỏ lại một chàng trai với những hoài niệm, với một chút tiếc nuối về một mối tình đã đi qua. Có thể nói là trong tình yêu thì đôi khi chúng ta đặt cái tôi của mình hơi cao quá, hoặc mình đặt cái kỳ vọng của mình hơi cao quá, hoặc mình đặt tình cảm của mình hơi nhiều quá. Để đến khi mình nhận lại không đủ những gì mình mong chờ thì mình lại dễ cảm Cảm thấy thấy là mình bị chán nản và mình bị buồn vì cảm giác như là hình như nó không đủ với những gì mình mong muốn, đúng không? đúng rồi Trong cái bài hát đi này thì rõ ràng chúng ta thấy là một cái mối tình có một nhưng chút tiếc nuối, có một chút hoài niệm. mà Khi chàng nói trai sau khi cô chung gái đã đi lấy chồng rồi thì chàng trai cứ ngồi cứ thu mình lại trong một căn phòng và có nhiều lúc là cứ tự trách bản thân rồi cứ hỏi cuộc sống thế này thế kia, nhưng mà người ta nói là trên cái dòng thời gian chúng ta đi qua, những gì đã đi qua không bao giờ trở lại. Tất cả sẽ chỉ còn nằm lại là những kỷ niệm để chúng ta nhớ về đó, để chúng ta sẽ tự rút ra một kinh nghiệm cho bản thân thôi. Và sau tất cả những cái chuyện không vui đã đi qua thì anh rút ra được điều gì cho bản thân mình? Có tiếp tục yêu bằng trái tim nữa hay không, hay là sẽ có một chút lý trí bỏ vào đó để tỉnh táo hơn, để nhìn nhận mọi chuyện nó khách quan hơn? anh theo quan điểm của anh thì anh vẫn tiếp tục yêu bằng trái tim, Vẫn muốn giữ cái bản vẫn ngã của mình. vẫn muốn giữ. Khi nào duyên duyên nó đi đến đâu thì mình vui đến đó thôi. Còn chuyện mà khi Hợp hay không mà hợp, tiến tới hay không tiến tới được thì lại hết là vấn duyên đề thì mình đó là ngoài tầm tay. số phận, đúng không? Nhưng mà cái bài đó thì nói chung thương hoài người xa, mình dù gì dù sao đi nữa thì cũng từng dìu dìu bước nhau đi Đúng ở một rồi. cái khung trời kỷ niệm nào đó, một thời gian, cho nên mặc dù Đã bây từng giờ là là đã kỷ xa niệm của nhau, nhau, đúng không? xa nhau rồi mà mình vẫn dù sao nữa cũng có ít nhiều những niềm vui buồn. Và anh sẽ lưu giữ mãi những kỷ niệm chúng ta có bên nhau, đúng không? Đúng rồi, À, vâng, nhưng thưa mà quý vị, một chàng trai nhìn rất là phong trần bụi bặm nhưng mà rõ ràng lại có một trái tim rất là ấm áp. Và thực sự thì có một cái nhìn, có lẽ là anh là một trong những ca sĩ hiếm hoi mà em thấy được rằng là cái tâm của anh không có đòi hỏi quá nhiều, anh không có kỳ vọng quá nhiều về những cái điều to tát. Thật ra khi đối diện với một tình yêu hay nhìn về một mối tình đã đi qua thì anh cũng nhìn vào nó với một cái ánh nhìn nó thiệt thà và nó có cái gì đó nó nhẹ nhàng lắm, chứ không có bị hận tình hay không có bị quá giày xéo bản thân, đúng không? Thôi bây giờ thế anh này, chưa bao giờ nghĩ đến hận tình. Nói chung khi nào hết yêu là hết duyên rồi, đúng không? hết yêu, Không thể nghĩ anh cứ là xem nó cho nó vậy, cho nó thanh thản hơn, không có tìm cách để làm tổn hại bất cứ cái điều gì hết. Hết hết duyên thì thôi. Thôi bây giờ thì em muốn hỏi một chút xíu là cái gu mà người yêu á, anh thích là anh thích mẫu người như thế nào? Một cô gái sở hữu một body sexy, tóc dài hay tóc blonde hay là như thế nào thế nào? Tính tình ra làm sao? Thích thật sự thích một cô gái, khi mình nói một điều gì đó, thích một cô gái thông minh, hiểu biết, Tức là thích một cô gái biết chia sẻ, biết chia biết sẻ, quan biết tâm. thông minh, chia sẻ. Còn Có cần đẹp bề không? ngoài thì miễn sao cô gái hài lòng với lại cái cô đó hài lòng với lại cái sắc đẹp của mình là được rồi. Còn làm mình thì Anh không có một cái tiêu chuẩn nào sẽ hết. luôn luôn tôn trọng cái sắc đẹp đó. Mà nếu mà để thì nó Ít ra cũng phải hợp cảm mắt thấy chứ, phải nó quá xuống quá thì cái sắc mình xuống quá thì mình sẽ góp ý có ha, ý để nâng sẽ cấp, đúng góp ý. không? Sao em như là quên cái Em phải đi chăm tập chút cái gym này với thì em anh, em phải đi tập sao thể dục với anh đúng này rồi. kia, đúng không? Nói chung là đi với Lâm Cái Ngọc Quỳnh là không sợ xấu đâu, thưa quý vị, bởi vì là anh cứ chăm tập gym anh này kia các kiểu lắm, cho nên là chỉ có những cô nào mà lười lắm nên mới xấu thôi, chứ còn mà bình thường mà những người mà chứ chịu tác động người yêu khó xấu lắm, phải với lại không? mình cũng cố gắng mình đi bước lết thân mình tới phòng tập thì mình cũng khuyến khích người người bạn của mình chịu khó khỏe, giữ gìn Đúng rồi. sức khỏe mà lại vóc dáng thì nó cũng ổn hơn. Đúng rồi. Bởi vì vâng, thưa quý vị, suy cho cùng thì cái điều quan trọng nhất của đời sống này chính là sức khỏe và sự bình an. Có nhiều người ngồi trên một đống tiền nhưng đến lúc mất rồi cũng chỉ có một cái thân xác để trở về với cát bụi. Cho nên là nhiều khi chúng ta sống, cá nhân Hùng không có dám nói là chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia. Mỗi người một quan điểm sống. Cá nhân Hùng thì Hùng luôn cố gắng hết mình để kiếm tiền, nhưng mà Hùng cũng sẽ tận hưởng những đồng tiền Hùng kiếm ra liền trong cái thời gian mà Hùng đang kiếm được tiền.
chứ em không có chờ đến lúc già để bắt đầu em ngồi em hưởng thụ đâu. Từ bây giờ là cuộc sống quá ngắn, chúng ta thấy hàng ngày trên Facebook, ngày hôm nay một người đồng nghiệp này mất, ngày mai bạn này ung thư phổi, ngày kia bạn kia chết vì cái này cái kia. Cuộc sống có rất nhiều những điều mà chúng ta không biết, nó nằm vào hai chữ ngày mai. Cho nên là chúng ta hãy cứ sống, hãy cứ yêu và hãy cứ giữ chính những gì thuộc về bản thân mình. Như anh Lâm Quỳnh đã chia sẻ, tức là mặc dù có khổ đau thêm bao nhiêu lần nữa, nhưng anh vẫn muốn được yêu bằng chính cái cảm xúc thật của mình và cái nhịp đập của trái tim của mình, đúng không? Đúng rồi. Để cho mình cứ yêu hết lòng của mình. Đến một lúc nào đó có nhắm mắt xuôi tay thì ta đã sống với chính những gì thuộc về bản ngã của Lâm Ngọc Quỳnh. Right? Đúng, em nói chính xác. Bây giờ mình nói về những dự định tương lai đi. Bây giờ mình nói nhiều về một con người Lâm Ngọc Quỳnh quá. Trong năm mới, anh sẽ có những dự tính gì cho một ca sĩ Lâm Ngọc Quỳnh? Anh có định ra CD mới hay ra những MV mới để chinh phục tiếp khán giả của mình không? Thực sự anh còn rất là nhiều bài anh muốn thu âm, anh muốn tung ra lắm mà. Vì mình cũng đang tập luyện và cũng đang sắp xếp, đang cho sắp xếp, hợp lý, đang đang biên tập nó. Trong năm nay anh có ra CD mới không? Anh cũng vừa tung ra cái CD. CD phần lớn là nhạc tiếng MP3 nhưng mà cũng có quay một số bài trong đó. Rồi anh cũng bỏ lên YouTube rồi. Anh tung lên mạng nhiều chứ không có ra CD đúng không? Mình đúng sẽ rồi. Có trên mạng, những cái trang mạng trực tuyến sẽ có nhạc của anh ở trên đó. Đúng rồi. Và cái màu sắc âm nhạc chủ đạo của anh trong tương lai vẫn là bolero thuần túy đúng không? Chứ anh không có định làm mới bolero lại hả? Có anh có remix làm mới bolero một số bài rồi mà anh chưa thu âm. Ok. Vậy thì vâng, thưa quý vị, hy vọng là những cái project sắp tới của nam ca sĩ Lâm Ngọc Quỳnh thì sẽ được Lưu Việt Hùng giới thiệu tới quý vị trong những lần kế tiếp khi mà anh Lâm Ngọc Quỳnh trở lại với khách mời âm nhạc, và chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về một chàng ca sĩ nhìn thì có vẻ như là phong lưu đa tình nhưng mà rõ ràng là một người hết mình trong tình yêu, đúng không? Hết mình tình yêu. Bây giờ thì anh có hài lòng với những gì anh đang có chưa? Hay là còn những điều vẫn còn đang trăn trở? Nói chung thì anh hài lòng bao nhiêu phần trăm về những gì mình đang có? Cũng 90% rồi. 90%. Còn 10% nữa nó ráng cho nó làm cho nó những góc cạnh cho nó tròn trịa lại là đẹp à. Vâng, thưa quý vị, ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời của mình mà được 90% mãn nguyện như vậy là quá sướng rồi. Thôi bây giờ nhân dịp mùa xuân sắp tới rồi thì mời anh gửi một lời chúc khán giả đi. Bước sang năm mới, Lâm Huỳnh xin thành tâm chúc toàn thể quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và tình yêu và thành công trên cả tuyệt vời. Cảm ơn anh thật nhiều, và sau đây sẽ là một món quà âm nhạc rất tuyệt vời được nam ca sĩ Lâm Ngọc Quỳnh mang tới cho chương trình khách mời âm nhạc ngày hôm nay, một ca khúc nhạc xuân rất nổi tiếng của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, Được Thời Lên Hương, đúng không ạ? Thời Lên Hương. Hy vọng là năm nay sẽ là một năm lên hương của nam ca sĩ Lâm Ngọc Quỳnh. Hãy cùng thưởng thức Được Thời Lên Hương quý vị nhé. Xin cảm ơn và xin được kính chúc quý vị sẽ chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ thật nhiều cho các chương trình khách mời âm nhạc do Lưu Việt Hùng thực hiện và đài truyền hình VNTV. Xin được kính chúc quý vị và cảm ơn quý vị một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Cảm ơn anh thật nhiều. Xin cảm ơn chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài. Xin chào. Chào tạm biệt. Xin chúc muôn nhà yên vui, một năm an khang phát lộc phát tài. Xuân này hân hạnh xuân qua, tưng bừng đua nở trăm hoa, rộn vang tiếng nhạc lời ca. Ngoài kia nắng tết lung linh môi cười, và đây gió hát vui sao lòng người. Ở hiên gặp tiên hữu duyên thiên lý ngộ, lợi danh đã tới thắm tình xuân tuyệt vời. Đâu ai khó ba đời, bạn bè tôi ơi gian khó qua rồi, dậy mà đi thôi. Đâu ai khó ba đời, những người tôi thương may mắn đến rồi.
được thời lên hương. Xin chúc muôn nhà yên vui, một năm an khang phát lộc phát tài. Xuân này hân hạnh xuân qua, tưng bừng đua nở trăm hoa, rộn vang tiếng nhạc lời ca. Ngoài kia nắng tên lung linh môi cười, và đây gió hát vui sao lòng mừng. Ở hiên gặp tiên hữu duyên thiên lý ngộ, lợi danh đã tới thắm tình xuân tuyệt vời. Đâu ai khó ba đời, bạn bè tôi ơi, gian khó qua rồi dậy mà đi thôi. Đâu ai khó ba đời, những người tôi thương may mắn đến rồi, được thời lên hương. Đâu ai khó ba đời, bạn bè tôi ơi, gian khó qua rồi dậy mà đi thôi. Đâu ai khó ba đời, những người tôi thương may mắn đến rồi, được thời lên hương.